Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Mary Lelu. Chi ân tình cha, tình mẹ. Đây là một câu chuyện có thật về sự hy sinh của một người mẹ trong trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản năm 2011. Sau khi trận động đất đã qua đi, khi các nhân viên cứu hộ đến thu dọn ngôi nhà của một người phụ nữ trẻ, họ nhìn thấy thân thể cô ấy qua các vết nứt, nhưng cách tạo hình cơ thể của cô có gì đó rất lạ, tựa như một người đang quỳ gối cầu nguyện, cơ thể nghiêng về phía trước và có một vật gì đó được hai tay của cô đỡ lấy. Ngôi nhà bị sụp và đổ ập lên lưng và đầu của cô. Người đội trưởng, đội cứu hộ đã rất khó khăn khi luồn tay mình qua khoảng cách hẹp trên tường để chạm tới cơ thể của người phụ nữ. Anh ấy đã hy vọng rằng người phụ nữ này có thể vẫn còn sống. Nhưng cơ thể lạnh và cứng của cô nói với anh rằng cô ấy chắc chắn đã qua đời. Đội cứu hộ rời khỏi ngôi nhà, ngôi nhà và tìm kiếm tại những tòa nhà sụp đổ khác nhưng không hiểu sao người đội trưởng dường như bị một lực hút kéo trở lại căn nhà sụp đổ của người phụ nữ đã chết một lần nữa anh quỳ xuống và lần tìm qua những khe nứt hẹp một chút không gian dưới cơ thể đã chết rồi đột nhiên, anh hét lên đầy phấn chấn. Bộ đứa bé, bộ đứa bé. Cả đội cùng nhau, cẩn thận bỏ từng cái bọ cái cọc trong đống đổ rạch nát xung quanh sát người phụ nữ. Có một bé trai ba tháng tuổi được bọc trong một tấm chăn hoa ngay bên dưới xác người mẹ người phụ nữ rõ ràng đã thực hiện một hành động hy sinh cuối cùng để cứu con trai mình. khi ngôi nhà của cô rơi xuống, cô đã dùng cơ thể của mình để làm tấm trắng bảo vệ con trai mình. cậu bé vẫn ngủ một cách yên bình khi đội trưởng đội cứu hộ nhấc bé lên bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe cậu bé. Sau khi ông mở tấm chăn, ông nhìn thấy một chiếc điện thoại di động bên trong. Có một tin nhắn, văn bản trên màn hình nói rằng Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con chiếc điện thoại này đã đi từ bàn tay này đến bàn tay khác và qua bàn tay khác tất cả những người đọc tin nhắn đều đã khóc nếu con còn sống sót con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con xuân trở về đêm lại có chúng ta một chút tâm tình tri ân tình cha tình mẹ một tình yêu bao la như trời bể mà cha ông ta vẫn nói rằng công cha đức mẹ cao dài kêu mang trứng nước những ngày còn thơ nuôi con khó nhọc đến giờ trưởng thành con phải biết thờ sông thân biết thờ song thanh, thờ trong khi sống, thờ sau khi chết, thờ thế nào cho phải đạo làm con, cho xứng đáng phần nào công lao tạo tần nuôi con của mẹ. Nuôi con buông tảo bán tần, chỉ mong con lớn nên thân với đời. Những khi trái nắng trở trời, con đâu là mẹ, đứng ngồi không yên. Chọn đời vất vả triền miên, chạy lo bát gạo, đồng tiền nuôi con. Thế nên, nếu so sánh công đức của cha mẹ như non cao cũng chưa xứng đáng. Tình cha tình mẹ còn vượt xa không gian và thời gian có thể nói tình cha tình mẹ mãi không già luôn tươi trẻ trong cuộc đời của con. Cha mẹ có thể không để lại cho con gia tài lớn lao hay những công trình vĩ đại như cha mẹ luôn để lại cho con một tình yêu thương vô ngần dành cho con. Vì thế mà có ai đó nói rằng khi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha tình cha mẹ thương con là một tình yêu không biên giới một tình yêu vượt qua mọi toan tính vật chất để có thể bảo vệ cho trở đời con đó là một tình yêu to lớn đầy hy sinh cho đàn con khôn lớn Mây trời lồng lộc không phủ kính công cha tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn lá cây trong rừng dẫu nhiều cũng không thể sánh bằng công ơn của cha mẹ sao trên trời thật khó đếm nhưng công ơn của cha mẹ lại càng khó đếm hơn những vì sao. Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được mấy tầng trời cao, đố ai đếm được những vì sao, đố ai đếm được công lao mẫu từ. Chín tháng kiêu mang, ba năm bú mớm, sinh lực hao mòn nặng nhẹ gánh chịu làm sao ta có thể quên được tình mẹ bao la như biển cả ấy nhớ ơn chính chữ cù lao ba năm nhũ bảo biết bao như tình tình ở đây là tình mẹ thương con tình thương ấy thật bao la bát ngát nên mỗi khi mẹ cất tiếng ru con thì đời con thêm tươi sáng ví dầu cầu dáng đóng đinh cầu tre lắc lẻo gặp gần, khó đi khó đi mẹ dắt con đi con đi trường học mẹ đi trường đời vậy đổi lại sự hy sinh của tình cha tình mẹ. Các ngài cần gì hơn, cần gì nơi chúng ta? Chắc chắc không phải là tiền bạc. Vì tiền bạc các ngài dành dụng để cho lại cho chúng ta. Chắc chắc đó không phải là dân vọng. Vì tuổi già chẳng còn ham muốn những xâm thâm sân si của dòng đời các ngài cần tình yêu của chúng ta qua sự chăm sóc thăm nom của chúng ta khi các ngài còn sống và khi các ngài đã qua đời đó chính là lời cầu nguyện của chúng ta dành cho các ngài người phụ nữ nhật trước khi chết chỉ để lại một thông điệp cho con chính là con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con đó chính là thông điệp của tất cả các đấng sinh thành kẻ tọa còn sống cũng như người đã qua đời đang nói trong con tim mỗi người chúng ta chúng ta được sinh ra trong tình cha tình mẹ được lớn lên trong tình thương đó và tình thương đó mãi mãi theo chúng ta trong suốt hành trình cuộc đời đó cũng là bổn phận mà chúng ta phải báo hiếu qua hai chữ yêu thương. Yêu thương để hiện của của lòng thảo kính vân phục các ngài. Yêu thương thể hiện qua chữ hiếu luôn phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già. Yêu thương thể hiện qua lời cầu nguyện ngày đêm dành cho những người đã qua đời. Ước gì mỗi người chúng ta từng được kiêu mang trong tình yêu của cha mẹ, thì hãy sống sao cho tròn chữ hiếu. Hãy biết tận dụng tháng 11 để tích lũy. Ơn ít thiên liêng mà cầu nguyện cho các ngài. Hãy làm việc bác ái, hy sinh và cầu nguyện giúp các ngài vượt qua cuộc thử thách trước tòa phán xét của Thiên Chúa ước gì những hy sinh và lời cầu nguyện chân thành của chúng ta là lễ vật đẹp nhất để dân về Thiên Chúa và dân kính tổ tiên. Amen. nguồn Linh mục Giuse Tạ DUY Tuyền. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn hài lòng, hãy like, share và nhớ đăng ký ủng hộ đăng Mary nhé. Hẹn gặp lại video lần sau. Xin chào. Bye bye.